Chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube của em Minh. Thì em Minh hiện đang công tác tại Suzuki Đồng Hiệp Bến Lức Long An anh chị. Sau khi mua xe thì có rất nhiều anh chị Minh quay lại nhờ em Minh hỗ trợ hướng dẫn anh chị mình hai cái kết nối rất là thời thượng hiện nay, mà trên màn hình xe XL7 này cũng như là tất cả các dòng xe du lịch khác của Suzuki đều được hỗ trợ hiện nay. Đó là hai cái kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Thì hai cái kết nối này nó sẽ hỗ trợ người điều khiển phương tiện như thế nào, hỗ trợ giải trí trên xe cho những người dùng ở trên xe như thế nào, và làm thế nào để kết nối được hai cái kết nối này vào với cái màn hình giải trí của xe. Thì trong video ngày hôm nay em Minh sẽ hướng dẫn anh chị mình một cách chi tiết nhất. Rồi, đầu video thì anh chị vui lòng cho em xin 30 giây để quảng cáo. Thì hiện tại vào ngày 6 tháng 5 này, bên đại lý Suzuki Đồng Hiệp của em Minh sẽ tiến hành khai trương đại lý sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thì trong cái chương trình khai trương này thì bên em Minh đang có cái chương trình khuyến mãi rất là khủng để hỗ trợ anh chị về những cái khuyến mãi, ví dụ như tiền mặt, phụ kiện và quà tặng cho tất cả dòng xe Suzuki đang được bán ra tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp, bao gồm cả dòng xe du lịch và dòng xe thương mại. Và cái khuyến mãi này có thể gọi là cái khuyến mãi tốt nhất tại thời điểm này mà chỉ có đại lý Suzuki Đồng Hiệp em Minh mới có, và tự tin khẳng định với anh chị mình là ở đâu bán giá tốt thì ở chỗ em Minh sẽ bán giá tốt hơn. Rồi, đầu tiên em sẽ hướng dẫn anh chị mình kết nối Android Auto. Android Auto là một kết nối giữa những cái đồng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, ví dụ như Samsung, Vivo, Oppo, LG hay gì đó anh chị, kết nối vào cái màn hình xe XL7 cũng như là một số xe du lịch khác của Suzuki thông qua kết nối Android Auto. Thì đầu tiên ở trên cái điện thoại á, thì anh chị mình vào cái phần cài đặt Android Auto trên cái điện thoại anh chị. Anh chị mình kìm tím cài đặt nè, nó sẽ hiện lên Android Auto rồi, anh chị mình chọn vào đây. Đó, thì ở cái phần Android Auto này nó sẽ có cái chế độ là tự động khởi động Android Auto. Thì anh chị mình vào cài đặt và chọn luôn luôn giúp em. Đó, thì cái này là cài đặt trên điện thoại. Rồi mình quay về cái màn hình xe, thì anh chị mình nhấn vào cái nút setup ở đây giùm em. Đó, thì anh chị mình kéo lên đây. Thì ở đây Android Connect nè, nó sẽ có hai cái kết nối. Thứ nhất là kết nối AutoLink. Thì AutoLink này nó sẽ kết nối bằng cách phản chiếu cái điện thoại của mình lên trên cái màn hình này. Và khi cái điện thoại mình tắt tối màn hình thì ở trên đây nó cũng tắt tối luôn, nó không chạy anh chị. Nên là cái kết nối AutoLink này thì nó khá là dở, nên là em không có hướng dẫn anh chị mình, mà em sẽ hướng dẫn anh chị mình kết nối Android Auto. Thì để mình quay về Android Auto thì anh chị mình chấm vào đây. Đó, thì nó quay về Android Auto. Rồi, để kết nối được cái điện thoại này với cái màn hình xe này thì anh chị mình chuẩn bị giúp em một cái cổng cáp truyền dữ liệu, cáp sạc theo xe máy hoặc là cái loại cáp sạc xịn anh chị. Rồi, mình tiến hành cắm vào máy nha. Và cắm vào cái cổng USB ngay đây. Đó anh chị. Thì bắt đầu là cái màn hình nó sẽ tự động kết nối. Đó, anh chị mình đợi giúp em khoảng 5 giây. Đó, nó sẽ kết nối anh chị. Rồi, đây là nó đã lên giao diện của Android Auto rồi anh chị. Đó, và để sử dụng Android Auto này á, thì mặc dù là cái điện thoại của mình nó tối màn hình anh chị, nó tối, nó tắt hoàn toàn luôn, nhưng mà trên màn hình xe thì nó vẫn hoạt động bình thường. Và đây là những cái chức năng của Android Auto mà anh chị mình có thể sử dụng. Ví dụ như đây là Google Maps, YouTube Music, Cinema, nghe điện thoại, đàm thoại rảnh tay. Đó, và đây là những cái tính năng mình hay sử dụng nhất. YouTube Music này anh chị mình lưu ý giúp em là nó chỉ để nghe nhạc thôi nha anh chị, nó không có xem hình ảnh được đâu. Tại vì hiện tại trên những cái màn hình Android gắn thêm luôn cũng vậy, YouTube họ ở Google họ đang chặn xem những hình ảnh YouTube trên những cái kết nối về auto, về ô tô, vì họ sợ ảnh hưởng tới người dùng mất tập trung, dễ gây tai nạn anh chị. Nên là hầu như bây giờ họ đang rất là siết về vấn đề này. Đó, thì để sử dụng những cái ứng dụng trên đây thì anh chị mình muốn sử dụng ứng dụng nào thì anh chị mình select vào ứng dụng đó thôi. Ví dụ như Zinemba, anh chị mình nghe nhạc gì thì anh chị mình nhấn vào đây. Đó, để quay lại thì anh chị nhấn vào Auto. Anh chị để quay về màn hình chính, anh chị nhấn vào cái nút này nè, nút Home nè, thì nó sẽ quay về màn hình chính của Android Auto. Rồi anh chị mình muốn ra lệnh giọng nói thì anh chị mình nhấn vào đây. Dẫn đường đến Suzuki Đồng Hiệp Long An. Đó anh chị. Thì mình ra lệnh giọng nói thì cái trợ lý ảo Google nó sẽ tự động mở cái bản đồ dẫn đường cho mình. Đó, rồi mình muốn thoát về thì mình thoát về đây. Đó, rồi mình muốn mở nhạc hay gì đó thì mình mở vô đây. Mở bài hát Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Đó anh chị, thì nó sẽ phát cái nhạc mình vừa nó. Nó
Nhưng mà em đang sợ là do bản quyền nên là em tắt cái nhạc đi anh chị, vì em sợ YouTube nó đánh bản quyền em đó. Đó, thì anh chị mình thích cái gì thì anh chị mình cứ nhắn vào đây và ra lệnh giọng nói. Đó, còn điện thoại này thì anh chị mình muốn gọi điện thoại cho ai thì anh chị mình click vào đây. Rồi anh chị mình bấm số là gọi, đây, thêm. Quay số đây anh chị, bấm số là gọi. Hoặc là ở trong danh bạ anh chị mình có lưu tên người nào á thì anh chị mình cứ ra lệnh giọng nói rồi nhờ ứng dụng trợ lý ảo Google á, họ gọi cho cái số mà lưu trên danh bạ anh chị. Ví dụ như anh chị lưu trên danh bạ là mẹ thì anh chị kêu nhấn vào ra lệnh giọng nói, anh chị nói với lại trợ lý ảo Google là gọi cho mẹ thì trợ lý ảo Google nó sẽ gọi cho mình. Tại vì cái máy này là của con bé trong công ty của em mượn nên là em không biết nó lưu cái danh bạ như thế nào, nên là em không có quay ví dụ cho anh chị mình được. Đó thì kết nối Android Auto nó chỉ đơn giản như thế thôi anh chị, nhưng mà nó rất là tiện ích. Ngoài những cái ứng dụng bình thường này thì mình có thể ra lệnh cho trợ lý ảo Google rất là nhiều cái câu lệnh khác. Ví dụ em ví dụ cho anh chị mình ha, dự báo thời tiết hôm nay tại Long An. Dông với nhiệt độ cao nhất là 34 độ và thấp nhất là 26 độ. Đó anh chị, Hiện tại trời có mây rải rác vài nơi và nhiệt độ là 33 độ. đó anh chị, nó có những cái ra lệnh giọng nói rất hay. Rồi đọc báo về tình hình Nga và Ukraine. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu. À, cái này câu lệnh này nó không hiểu anh chị. Rồi có những cái câu lệnh rất là hay, ví dụ như là mình đang cần tính toán gì đó, 125 nhân 4 bằng mấy. 125 nhân 4 là 500. Đó anh chị, nó có những cái câu lệnh rất là hay. Ví dụ như anh chị mình muốn hỏi cái gì thì anh chị mình hãy nhấn vào trợ lý ảo Google này thì nó trả lại cho mình những cái câu mà nó có thể học được qua cái cách sử dụng của mình. Đó, rồi đây là cái kết nối Android Auto anh chị. Rồi em sẽ tiến hành hướng dẫn anh chị mình qua cái kết nối Apple CarPlay ở trên những dòng điện thoại iPhone nhé. Rồi, để em rút cáp này ra. Để em dẹp điện thoại này qua bên anh chị. Rồi, đến những cái dòng điện thoại iPhone anh chị. Thì anh chị mình cái đầu tiên thì anh chị mình mở khóa màn hình giúp em. Rồi điện thoại này em cũng muộn luôn, tại vì điện thoại em là điện thoại em đang quay. Rồi anh chị vào phần cài đặt ở trên điện thoại iPhone, anh chị mình vào cài đặt. Rồi anh chị mình tìm đến một Siri và tìm kiếm. Rồi Siri thì và tìm kiếm thì anh chị mình hãy bật lắng nghe Siri này lên, bật Siri này lên. Cái này mình quỷ đi. Rồi để nè, cho phép Siri khi bị khóa. Rồi là anh chị nhấn cái nút lắng nghe Siri bật lên thì mình quỷ, tại vì mình không cần cài đặt giọng nói Siri, tại vì Siri nó không có hiểu tiếng Việt anh chị, nó chỉ hiểu tiếng Anh thôi, nên là mình không sử dụng nó mà mình chỉ mở cái mục cho phép Siri khi bị khóa này lên thôi anh chị. Đó là xong trên cái điện thoại. Rồi ở trên phần setup trên màn hình thì do là iOS nó chỉ có Apple này anh chị, Apple Connect này nó chỉ có một duy nhất một cái kết nối CarPlay thôi, và iPod này thì chỉ để nghe nhạc thôi nha anh chị, nó không có hiện cái CarPlay nguyên cái màn hình lên đây để mà mình coi bản đồ hay là mình nghe nhạc bằng Zing MP3 hay gì đó, mà nó chỉ iPod này là nó chỉ phát nhạc từ cái điện thoại mình lên cho màn hình thôi, chứ nó không hiện trên màn hình. Anh chị mình chọn về cái kết nối CarPlay giúp em. Rồi thì cũng giống như là trên Android, anh chị mình tiến hành chuẩn bị giúp em một cái cổng cáp có chức năng truyền dữ liệu ha. Rồi mình cắm vào cái cổng này. Rồi đầu còn lại thì mình cắm một cái điện thoại anh chị. Rồi ở trên đây nó sẽ hỏi là cho phép CarPlay với Car Audio khi dùng điện thoại bị khóa, thì mình cho phép. Mình cho phép xong rồi mình chỉ cần tắt nguồn cái tắt tối cái màn hình của mình anh chị, khóa màn hình lại. Thì ở trên màn hình xe nó sẽ hiện ra cái giao diện của Apple CarPlay như thế này. Thì nó cũng giống như Android, thì nó cũng sẽ có một số chức năng. Nó ví dụ như là điện thoại nè anh chị. Nó rồi danh bạ gần đây. Danh bạ bàn phím mình muốn gọi cho ai thì mình nhấn vô. Đó, rồi. Anh chị lưu ý giúp em thêm một điều là cái phần bản đồ này là nó của Apple nên nó không sử dụng được tại thị trường Việt Nam. Mà nó muốn dẫn đường được tại thị trường Việt Nam thì anh chị mình bắt buộc phải cài ứng dụng của bên thứ ba là Google Maps ở đây anh chị. Đó, anh chị mình cài Google Maps ở đây nè. Tại vì cái điện thoại của bạn này chưa có bật chế độ cài đặt vị trí ở trong Google Maps nên là ở trên điện thoại nó chưa nhận. Anh chị đợi em chút xíu để em cài đặt lại cái Google Maps nó có thể GPS ở trên cái điện thoại. Google Maps vị trí. À, bạn này tắt cái dịch vụ định vị ở trên cái điện thoại anh chị.
Đó, rồi khi mà mở dịch vụ định vị trên điện thoại thì nó sẽ ra như thế này. Nó, rồi nó sẽ ra cái tìm kiếm như thế này. Thì anh chị mình cũng thể tìm kiếm bằng giọng nói bằng cách nhấn vào cái micro này. Cái điện thoại của bạn này lại chưa cấp quyền micro ở trong cái ứng dụng. À, anh chị đợi em chút xíu ha. Cấp quyền, để em cấp quyền cho nó. Rồi. Dẫn đường đến Suzuki Đồng Hiệp Bến Lức Long An. Đó anh chị, thì nó sẽ hiện lên là Suzuki Đồng Hiệp đại lý, rồi mình muốn đi thì mình nhấn bắt đầu thì nó sẽ đọc, nó chỉ đường cho mình. Đó, em giảm âm lượng xuống anh chị. Nó thì nó sẽ chỉ đường mình đi đi đi. Rồi mình muốn thoát ra thì mình nhấn vào đây, vào ba cái mấy cái nút chấm này nè anh chị. Đó. Rồi. Ở trên ZMP3 á anh chị thì nó cũng có một cái trợ lý ảo, mà trợ lý ảo này sẽ không thông minh bằng trợ lý ảo Google của Android nãy, nhưng mà nó cũng là một cái trợ lý ảo để mình sử dụng được. Thì để sử dụng cái trợ lý ảo này á, thì ở trên điện thoại á, thì anh chị mình phải tìm đến một ZMP3 đây anh chị. Đây. Rồi anh chị mình đi đến cài đặt. Nó micro anh chị mình bật lên. Rồi. Anh chị mình mở lại ZMP3 và anh chị mình tìm kiếm trên đây trước một cái. Mở bài Hà Nội mùa này vẫn những cơn mưa. Đó, nó sẽ mở cho mình anh chị. Nhưng mà do là nó bị dính bản quyền. Đây anh chị. Nó nè, nó đang mở chạy nè. Nhưng mà do em sợ dính bản quyền nên là em tắt cái âm thanh này. Đó, rồi em sẽ tạm ngưng. Đó, rồi trợ lý ảo Kiki. Mười lăm nhân bốn bằng mấy? Cái trợ lý ảo Kiki này nè anh chị, do là nó là một cái trợ lý ảo của bên ứng dụng thứ ba của ZMP3, nên là nó sẽ không có được nhạy và nó nhanh như là cái ứng dụng trợ lý ảo của Google trên các dòng điện thoại Android. Tại vì cái trợ lý ảo của Google trên dòng điện thoại Android nó là trợ lý ảo của cái điện thoại Android đó. Còn cái trợ lý ảo Kiki này nè anh chị thì nó chỉ là cái trợ lý ảo trên cái ZMP3 thôi. Nên là nhiều lúc nó sẽ hoạt động không có ổn định. Em thử lại lần nữa thử. À, là do là cái kết nối mạng của cái điện thoại mà em đang mượn để kết nối cho anh chị á, nó kết nối mạng không có ổn định, nó đang bị mạng yếu anh chị, nên là không thể thực hiện được cái trợ lý ảo Kiki. Nhưng mà về cơ bản á, thì nó sẽ có những cái tính năng như vậy, ví dụ như là bản đồ ZMP3, và mình có thể ra lệnh giọng nói bằng cái trợ lý ảo Kiki này. Đó. Và đây là một cái kết nối nó cũng khá là hay, và em thấy là đối với những người dùng cơ bản thì chỉ với cái màn hình này, chỉ với cái kết nối này thì mình đã có thể sử dụng xe một cách rất là thoải mái, và cái kết nối này nó hỗ trợ cho mình rất nhiều. Rồi, video hướng dẫn về kết nối Android Auto cũng như là Apple CarPlay của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Anh chị mình có nhu cầu mua xe hoặc là có người thân, người quen gì đó có nhu cầu muốn mua xe thì hãy liên hệ ngay cho em mình tại Suzuki Đồng Hiệp Long An. Đó. Ngoài những chiếc xe bên em bán ra với cái mức giá rất là tốt so với thị trường, thì bên em dám tự tin khẳng định với anh chị mình là đại lý chăm sóc khách hàng tốt nhất khu vực phía Nam. Sau khi bàn giao xe cho anh chị mình thì ngoài những cái sử dụng xe cơ bản thì bên em vẫn sẽ hướng dẫn anh chị mình những cái sử dụng xe nâng cao, ví dụ như là kết nối trên màn hình như thế này, hoặc là những anh chị nào mà mình mua xe lần đầu và mình trong thời gian mình tập lái á, thì mình chưa được lái xe qua ra ngoài đường, mà anh chị mình mua xe thì lái lần đầu anh chị mình nhiều khi là run sợ vào nhận xe từ đại lý về á, thì anh chị mình không tự tin để chạy về nhà. Thì bên em sau khi bán xe, bàn giao xe cho anh chị mình xong thì vẫn sẽ có đội ngũ xe bên em, hoặc là em Minh, hoặc là tài xế bên em sẽ dành ra cho anh chị mình khoảng 30 phút, 1 tiếng đến 2 tiếng để gọi, có thể là hỗ trợ phổ cập ta lái cho anh chị mình. Đó, thêm một chút xíu nữa để anh chị mình có thể vững tin để mà mình chạy về nhà một cách an tâm và an toàn nhất. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong video sau ạ.